chủ quán đâu nhỉ? Sao vậy? Mày cho tao là chủ quán cái. Mà anh làm gì? Chủ quán nợ tao 50 triệu. Chú Toàn ơi. Sao đấy? Có thằng mày làm chú này. Chú nợ mày tiền đâu mà mày bảo chú nợ mày tiền? Tao bảo chú chưa nợ nó 50 triệu này. Cháu đùa này đi thôi chú. Thế à? Anh đừng có đùa. Nay tao dẫn thằng em cháu ở Thái Bình lên được chú ạ. Bảo lấy mình lên à? Bảo đây mời 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 em của Khương Tử Nha lên. Hôm nay ông chú nhuộm cho nó cả đầu bạch kim trắng toát cả đầu nha, mai nó đi Đà Nẵng với người yêu nó. À, thích quả bạch kim trắng toát cả đầu luôn à? Phải trắng toát đấy, không cho dẹp quán đấy. À, mai đi du lịch à, cả người yêu mấy hôm không cháu? Cháu đi đi hẳn tuần nó xa. Ok ông cháu ơi, vào việc luôn nha, bạch kim đi. Phải trắng toát ông chú nha. Ok, không trắng giả lại tiền được chưa? Được ông chú. Ok, chiến luôn đi ông cháu ơi, vào việc. Đấy. Ôi, quả đầu đi Đà Nẵng với người yêu cháu đâu nhỉ? Đấy, quả đầu bạch kim trắng toát đi Đà Nẵng cả người yêu cháu đấy, được không? Được luôn ông chú ạ. Chuẩn rồi đây. Chuẩn rồi, tính tiền cho cháu đi về đi với người yêu không muộn giờ. Ồ, của ông cháu củ tư nhá. Ok chú. Ok chưa? Ok. Ok, đấy, thế chuyển khoản nhá. Chuyển khoản số chú. Số tài khoản chuyển luôn đi nhá. Thấy chú nhá, thằng bạch vừa xong bạch kim đẹp nhỉ? Đẹp, mày ơi, cháu lấy màu đấy. Mày màu đấy nhá. Mai luôn. Ok, mai nhá. Vâng. Đẹp đúng không? Cháu ông chú cho bạch kim cho sạch lẻ đây này. Xanh à? Sao bên đây bạch kim nhỉ? Thôi được rồi, chú xin ra giả tiền được. Đấy, chú cho bao nhiêu? Nhưng mà lấy cho củ tư. Đền củ tư không chú? Hai củ. Thôi củ có bằng củ tư của nó, tôi xăm lấy của nó đây. Cháu đưa cho cháu đi. Thôi nhá. Thôi đến về cho cháu nhá. Bạch kim với sạch lẻ thôi. Bạch kim thế là gì nữa? Thôi được rồi, cho cháu về đi.